Sáng ngày 11 tháng 10, tại trường mầm non Maple IBS, B, thành phố Từ Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập. Đến dự buổi hội thảo có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, hiệu trưởng các trường mầm non tư thục, công lập có cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn phụ trách. Theo báo cáo tại hội thảo, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 177 trường mầm non, trong đó có 155 trường công lập 22 trường tư thục, 189 cơ sở đã huy động trẻ đến lớp đạt 43%, trẻ mẫu giáo 99,9%. Về cơ sở vật chất có 100% tỷ lệ phòng kiên cố, 162 phần 176 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 8 trên 21 trường tư thục đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, nhiều trường mầm non tư thục được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, mang tầm quốc tế, khu vực tại Từ Sơn có trường Hoa Sen, Maple. Để quản lý loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập chặt chẽ, đúng quy định thời gian qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh đã tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp cụm công nghiệp đồng thời tăng cường công tác quản lý thực hiện phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương và quy hoạch phát triển giáo dục mầm non nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập ở các khu đô thị khu công nghiệp làng nghề đông dân cư để thu hút trẻ trong độ tuổi được đến trường nhóm lớp mầm non tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội về kỹ năng tham gia giám sát cũng như tham gia công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Hiện các nhóm lớp độc lập tư thục đều được hưởng các chính sách khuyến khích theo quy định của chính phủ tỉnh Bắc Ninh. Chính vì vậy, trong những năm qua, loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập đã phát triển mạnh cả về quy mô và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục mầm non của tỉnh. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tham luận tập trung vào các nội dung như kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non tư thục, ứng dụng phương pháp giáo dục STEM vào tổ chức và hoạt động cho trẻ mầm non, công tác phát triển, chăm sóc trẻ mới tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đánh giá cao các ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời cho rằng các ý kiến là sự chia sẻ kinh nghiệm quản lý của các trường để cùng thúc đẩy hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thời gian tới. Trước đó, các đại biểu đã trực tiếp tham quan mô hình điển hình về loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập tại trường mầm non Maple IBS. Đây là ngôi trường có sự đầu tư của nước ngoài với cơ sở vật chất quy chuẩn và thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.